Trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên bấm like để video này được 10.000 like để cho mình có thêm động lực làm video mới cho các bạn xem nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hello và thầy, chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với channel của thầy. Và thầy là Hero Friday. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với Cô Giáo Thảo Người Yêu Trong Mơ của thầy. Nà nỉ. Trời ơi, thầy làm em sợ thiệt luôn thầy ơi. Tất nhiên rồi, thầy là shocker mà phải sợ thôi. Dạ đâu có đâu, tụi em sợ thầy bị táo bón. Đúng rồi thầy, em sai được. Cả gì tôi là shocker mà làm sao bị táo bón được. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với nhà cô giáo Thảo tập tiếp theo. Và tập lần này thầy sẽ hôn cô giáo Thảo. Không có vụ đó đâu nha. Tập này chúng ta sẽ tiếp tục khóa buổi tiệc của cô giáo Thảo. Em có một thắc mắc là sao thầy cứ đi phá cô giáo Thảo hoài vậy thầy? Sao thầy không đi phá người khác, chẳng hạn như cô Alice? Phá cô giáo Thảo là theo yêu cầu của tất cả các bạn farm. Còn phá cô Alice thì thầy sẽ bị nát chân cô. À, thầy ra là thầy sợ cô Alice. Mai mốt em gặp cô, em sẽ nói với cô biết là thầy đi chọc cô giáo Thảo và hôn cô giáo Thảo trong nhà. Và lúc đó thầy sẽ tha hồ biến thành shocker táo bón. Cả gì? Mấy đứa dám? Hãy xem đây. Cái vụ gì vậy? Hôm nay anh yêu đến nhà của mình chơi, mình sẽ cho anh ăn cái món gà Napoleon nướng không lối thoát. Đó, bây giờ chúng ta sẽ dứt vô luôn. Ủa thầy ơi, gà Napoleon nướng không lối thoát là gì thầy? Trời ơi, tao biết nè, cần gì mà hỏi thầy. Napoleon là người yêu cũ của bà, nên á, Napoleon tặng cho bà một con gà. Sau khi chứng kiến người yêu cũ chia tay với người yêu mới, nay đã có người yêu cũ của người yêu mới, Napoleon trở thành người yêu cũ của họ. Mày đang nói gì vậy? Tao cũng không biết tao đang nói gì luôn. Và hôm nay chúng ta sẽ được trở thành một cái đầu bếp rất là chuyên nghiệp luôn đó mấy em. Ủa sao chuyên nghiệp thầy? Chúng ta sẽ thay cô nấu nướng xào nấu cái món gà Napoleon không lối thoát đó. Với các nguyên liệu sẵn có như là bẫy chuột, búa, xăng, kéo. Ăn cái món này vô của thầy không chết không lấy tiền luôn á. Hôm trước cái thầy em qua nhà zombie chơi. Lúc đó là mẹ của nó không có ở nhà. Hai thằng đó bụng quá nên quyết định sẽ làm một cái món gì đó ăn. Và sau khi hai thằng suy nghĩ đến cạn ốc thì cũng đã nghĩ ra một cái món. Đó là dép lồ chiên giòn. Cái gì? Dép gì? Dép lồ á thầy. Thầy biết dép lồ không? Kỳ vậy. Sau đó giờ tôi mới nghe dép lồ lần đầu luôn á. Đó là dép lào đó thầy ơi, mà nó nói là dép lồ. À thì ra là vậy. Em có tin là hồi tôi cho cái lồ vô mặt em không? Dạ 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 tin dạ tin. Và sau khi hai đứa xào nấu nướng lên thì cái nhà zombie nó cháy luôn thầy ơi. Và từ đó mẹ zombie không bao giờ thấy mặt em bên nhà của nó nữa. Tôi là tôi mấy ngàn tuổi rồi, nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy cái trường hợp như vậy á. Gặp tôi là tôi đấm cho mấy nhát. Thằng ganh con. Ôi nhìn con gà thấy hấp dẫn quá thầy. Trời ơi giống như là mỹ nữ chân dài nằm trong nồi vi sóng vậy á. Đây mọi người cùng đón xem gà pháo bông. Trời ơi cô chỉ có giảm cân mới chạy lại em thôi. Đó bây giờ em sẽ cho cô ăn bánh. Thầy ăn tráng miệng trước khi ăn món chết. Không biết tại sao cái gu của thầy lại mặn như vậy. Đó bây giờ cô đâu rồi? Cho cô ăn bánh tráng miệng. Ôi sao lưng cái mẹ ơi, sao lưng cái mẹ ơi. Lẹ 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 chạy ra đi, chạy ra đi, chạy ra đi. Chạy cô ơi ăn bánh lên lên. Hay lắm, hay lắm Jimmy ơi, hay lắm con trai của ta, đúng là con trai của ta. Chà, chà, đúng rồi. Chắc là tại thầy thích một người phụ nữ đảm đang. Đó, lúc nào vô nhà cô cũng có bánh để ăn hết trơn á. Đúng rồi, quá đảm đang luôn. Đúng là người phụ nữ của cuộc đời thầy. Sau khi thầy yêu cô và cưới cô về làm vợ thì thầy sẽ không lo chết đói. Thầy không làm mà vẫn có ăn. Đó, chắc là ăn dép lồ luôn á. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nấu ăn thôi tụi bay ơi. Đó, bây giờ tao bỏ cái này vô luôn. Tương ớt, tao muốn ăn tương ớt. Này tương ớt, tương cà đây. Đó, bỏ vô luôn. Đây là wasabi lisaba. Rồi, bỏ vô luôn. Đó, món này là khá là hấp dẫn nha quý vị. Ai mà đang nghỉ hè, nghỉ đông ăn vô cái này là ỉa hết hè, hết đông luôn nha mọi người. Nhiêu đây còn ít quá mẹ ơi. Để tao lấy thêm chai này nữa. Đây, chai tiêu. Bỏ vô rồi ba ăn vô cho ba tiêu luôn. Rồi, đây, nguyên liệu chúng ta. Đó, quá ngon. Để đi coi còn nhiên liệu gì nữa không? Ủa cái này là cái gì đây? Lần đầu tiên xuất hiện ở đây. Ôi, cục cước chó mày ơi. Ủa không phải, đây là cái bong bóng hình cái đít. Ủa, trái tim mày ơi. À đúng rồi, đây, đây là giấy chó hình trái tim. What the hell? Rồi, chúng ta đã được một nhiên liệu giấy chó nữa. Bỏ vô. Đó, ăn khá là ngon nha. Rồi, bật bếp ga lên để
đốt cái hột quẹt diêm. Tính ra là cái hột quẹt diêm nó tạo ra lửa mà mày còn bật bếp ga lên nữa. Vậy mới cháy nhà của mày giống như hôm bữa được. Ôi, lọc trống luôn rồi. Không biết là cái này để làm gì mấy đứa. Để coi có cái gì nhét vô không. Có một sự thật mà các bạn hồi nãy giờ không để ý. Đó là thầy đang bóc cứt chó. Tay của thầy cầm cái cục xít chó đó là chuyên nghiệp đó hả. Bây giờ thầy kiếm cái gì thầy chọt vô kìa mấy bạn. À, hình như là gắn vô cái bình chữa cháy này mấy em ơi. Đó, gắn vô cái bình chữa cháy này để lắp cái lỗ lại nè. À, em hiểu rồi thầy ơi. Có nghĩa là lắp vô cái bình chữa cháy để lắp cái lỗ này lại. Trời, tính ra cái điều đó ai cũng biết luôn á. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm một số cái nguyên liệu nữa chứ không phải nhiêu đó là đủ đâu. Đây, vô trong này có gì không? Ôi. Cái tay đây là mãi bên nhau bạn nhớ. Đưa tay đây nào, lên phường luôn bạn nhớ. Thôi mấy đứa đừng hát nữa, mấy đứa hát giống như dịch kêu quá. Em không hiểu cái tình huống đó, tại sao em lại lên phường luôn á thầy. Em chỉ mới vừa bước vô cửa thôi mà. Ôi, đèn thôi đỏ quên đi. Gặp thầy á, thầy còn được lên đi ăn gà nữa. Còn tụi mình á, thì chỉ toàn đi ăn đá thôi. Nghĩ mà chán thiệt luôn á. Rồi, bảo phá cửa luôn rồi. Hết vô được luôn rồi thầy ơi. Bây giờ chỉ có thể lấy cái thang chèo qua cửa sổ thôi chứ không làm gì được nữa. Cô khóa bà luôn cái cửa rồi. Ai mẹ ơi, tới chương trình ca nhạc rồi kìa mẹ ơi. Tới giờ là bắt radio lên nghe mẹ ơi. Lúc vui buồn hoạn lạn có nhau, cùng cố gắng sẻ chia. Thôi bắt cái khác đi. Cần tu thì bố siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Không làm mà đòi có ăn thì ăn hoài. Đó, tụi bay nghe chưa? Không làm mà cầm cái bánh đòi ăn hoài. Đây, không ăn bánh nữa, bây giờ chuyển sang ăn cứt. Đây, cục cứt chó. Dán vô cái đèn cái là lúc mà nó cháy cái con gà lên là sẽ không xịt được cái này. Tao là tao tính toán hết rồi. Nào cứt cứt ra, tụi bay nhìn tao nè, tao chỉ làm một lần thôi đó. Nè, 1, 2, 3. Ghê, ghê, trời ơi, ghê. Cô ơi, tại vậy mà cô ơi, cô em đâu làm gì đâu cô ơi. Ê, tao mới học ra một cái cách này để cho cô ngừng lại nè. Nè, vậy nè, tụi bay nhìn nè, tao làm một lần duy nhất thôi nha. Đó, bây giờ coi như là mình đã tàn hình rồi đó, cô sẽ không nhìn thấy mình nữa đâu. Nè, nhìn nè, nhìn nè. Ừ, cô ơi, bắt em đi cô ơi, cô ba ba em đi cô ơi. Trời ơi, thầy ơi, cơ hội tới rồi, thầy ơi, mau hôn cô một cái đi thầy ơi. Trời ơi, lần đầu tiên được đứng gần cô luôn nè, đó. Cô ơi, đi đường quyền không cô, đi đường quyền không. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Trời ơi, thấy ghê muốn chết, bây giờ mấy em cho tôi 10 triệu, tôi cũng không dám làm nữa. Đây, thầy không dám thì để em sẽ cho cô biết tình cảm của thầy dành cho cô bằng một cái bánh này luôn. 1, 2, 3. Đốt cục bắt được em, liêu liêu đốt cục được em á. Trời đất ơi, xui dữ vậy thầy ơi. Mỗi lần mà em nhúng tay vô chuyện gì là chuyện đó sẽ banh xác ngay luôn á. Tính ra là cô không nhìn thấy mọi người mà cô nhìn thấy có mình em à. Hên nào nãy em tụt cái quần em chạy kịp đêm thôi là cô bắt em để chết luôn rồi. Bả bắt em trở thành nô lệ tình cái tình bạn. Thì em sướng rồi, em vô đó không làm mà vẫn có ăn mà. Trời ơi thôi thầy ơi, ăn hai cái bánh bao là chết luôn á thầy. Ăn cái đó là mãi mãi không được siêu thoát luôn á. Thầy cứ ăn đi thôi, em nhường cho thầy đó. Lần này mà bị cô gượt là em sẽ bắt nhạc Joker lên. Bây giờ em sẽ đặt bẫy cô giống như lần hồi nãy. Đó. Ê cô chạy đi cô ơi, cô ơi, mày né được rồi mày ơi, bật nhạc Joker. Đứng em ơi, đứng em ơi. Này thì nhạc táo bón hả mày. Bả nắm cái đầu không trượt khoét nào luôn. Bây giờ mình sẽ làm lại từ đầu nha anh em ơi. Công nhận là bả không sợ Joker luôn mày ơi. Thật sự là bả rất là sợ. Bả sợ tụi bay chết. Nguyên liệu đầu tiên chúng ta sẽ là chai xăng. Đó, lấy theo cái bãi gầy chuột luôn. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ leo lên cầu thang một cách rất là chuyên nghiệp. Ôi. Tưởng đâu khóa cửa hết là lại đi xuống rồi. Đó. Lần này ta sẽ trả thù và ta sẽ đặt bẫy đúng. Ta sẽ không đặt bẫy sai nữa. Tụi bay tin tưởng tao đi. Bả đâu rồi? Ôi bả ra kìa, bả ra kìa. Cô ơi, rồi dính rồi. Rồi. Cô ơi em nè cô làm gì cô làm đi. Nè cô ăn em đi. Cô ngon cô ăn em đi. Nè em nè cô ăn em đi. Ăn đi. Ăn đi. Trời ơi cô sợ em đúng không? Ăn đi. Ê. Trời má ơi, một lần nữa lại bị cô bế đi rồi thầy ơi.
cái lúc đó là bà tức, bà không muốn nói rồi, bà không muốn nhìn mặt em rồi mà em còn lại đứng trước mặt của bà nữa, thì bà phải xách đầu em thôi. Em hứa với thầy là lần này em sẽ chơi đàng hoàng, em mà không chơi đàng hoàng thì thầy sẽ hôn cô. Ủa gì kỳ vậy, gì liên quan dữ vậy? Bây giờ cô bà khóa hết cửa thầy ơi, bây giờ chúng ta phải leo qua cửa sổ để lên. Đúng là cực khổ khó khăn thì có, thầy chỉ cần hôn cô một cái là được rồi, cần gì phải leo cửa sổ như thế này. Mọi người có biết ở phía sau cánh cửa này là gì không? Hồi nãy tự nhiên cái ba không bước vô cái bãi chuột luôn thầy. Sống ở cái xã hội này không có gì là tự nhiên hết trơn á. Giống như em bị không điểm vậy á. Cái em về nhà em nói với mẹ, tự nhiên hôm nay lên trả bài, cái tự nhiên thầy cho em một điểm, cái tự nhiên cái bị mời phụ huynh. Cái tự nhiên về nhà cái đít nó sưng lên. Hình như là mấy cái trái pháo ở đây nè thầy ơi. Trong cái tủ này, đây. Mấy trái pháo này chúng ta sẽ nhét xuống cái chuột cát. Rồi, qua tiếp theo là chúng ta sẽ lấy cái quả bóng cất mèo này. Đó. Nhét vô trong cái bình chữa cháy. Đó. Và chúng ta sẽ thêm gia vị cho cái chén này, đó là xăng. Đó, thì thấy ghê chưa? Nhét cái này vô trong này. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy cái chén này. Đó, đổ vô con gà của cô. Rồi, cho nó cháy chơi vậy đó. Ôi cháy rồi, cháy rồi. Cháy rồi, cháy con gà của tôi rồi. Hôm nay là nó không có cái món gà để ăn nữa rồi. Trời ơi, cháy rồi. Ôi sao kỳ vậy, sao không xịt được cái quần que vậy, dục đi. Trời ơi, cát đâu rồi. Cát đâu rồi, cái số cát rồi, cứt mèo của tôi đâu rồi. Đây, 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 trời ơi, không có cát là không có dập lửa được đâu. Ôi mệt quá. Ôi cháy con gà của tôi rồi. Ôi, cuối cùng, ơi, trời ơi, cháy tôi rồi. Ôi, cái gì vậy, trời ơi. Yeah, John thành công rồi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ để lại một like và một subscribe ủng hộ cho thầy John mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.